Vinh Khánh rất vui khi gặp lại tất cả các anh chị và các bạn trong chương trình Guitar 5 phút ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn một cái vòng hòa âm và chúng ta sẽ đánh trên cái vòng hòa âm đó một bài hát hoặc là nhiều bài hát tùy theo tất cả anh chị và các bạn nhé. Thì hiện tại là Khánh sẽ khuyến khích tất cả các anh chị các bạn là khi mà chúng ta cầm đàn lên chúng ta chỉnh dây đàn cho chuẩn. Chạy ngón sao chạy nhiều lên. Rồi có những cái bài tập như là ngày xưa Khánh đã nói chạy cua bò nè, nó cũng là linh hoạt cái tay của mình, nhanh nhọn lẹ và chúng ta sẽ tách ngón tiếp. Ở chương trình Guitar 5 phút là chương trình luyện ngón dành cho tất cả anh chị mới tập chơi. Và guitar là bộ môn của ngón, vì vậy khi mà chúng ta tập guitar là cái việc thường xuyên chúng ta phải luyện ngón và ngón rất là nhiều. Cũng vậy, tất cả các anh chị cũng vậy. Và chúng ta rảnh chúng ta cứ luyện ngón càng nhanh chúng ta càng hay thôi. Và cái thời gian luyện ngón có thể là trong vòng vài phút, 5 phút cũng được, mà ai càng luyện nhiều, 5, 10 phút, 15, 20 phút thì làm càng ngón và chúng ta càng nhanh ngón và chúng ta sẽ đâu chơi tuyệt vời. Đó là điều mà Khánh muốn nhắc nhở tất cả các anh chị và bạn trong chương trình Guitar 5 phút. Và hôm nay chúng ta sẽ ôn cái vòng là vòng son trưởng. Trong cái vòng son trưởng này thì chúng ta phải chuyển được những hợp âm là son trưởng. 2, 3, 4, chuyển qua re trưởng, 3, mấy thứ. Và cái tiệc cùng chuyển theo nha. 1, 2, 3, 4 và đè xuống thôi. 1, son trưởng. 2, 3, 4, đê trưởng. Làm nhanh mà. Điếp 1, 2 và thuộc cái vòng luôn. Qua đuôi 1, 2, 3. Hôm nay ba có âm nhạc, ba yêu con nhưng chưa bao giờ ba chán. Cho con từng nốt nhẹ nhàng, con đem câu hát ca vàng. Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều, mai đây con trả trẻ cho biết bao nhiêu. Ba ước mơ của mẹ, cho cất cao của mẹ. Ba la la da đi da. Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn, khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng. Bà dù lúc xưa bà còn thơ bé. Cái ví dụ thôi. Thì chúng ta sao? Chúng ta cứ chuyển hợp này là chúng ta đã được một bài hát. Well, you dun 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 La và pha. Đó. Anh chị nào, đây Khánh hướng dẫn cơ bản nha, các anh chị đừng so sánh với là những cái phiên bản mà họ quá khó hay là họ chơi quá khó. Đây Khánh đang nói về cái sự cơ bản nhất của hợp âm. Sao trưởng mà khi chúng ta luyện ngón quen xong rồi chúng ta chuyển hợp âm, chúng ta bấm cảm thấy rất là chắc. Rê trưởng nhớ là rê trưởng bấm thế này, nhưng mà các anh chị nhớ, các bạn nhớ đánh từ dây 5 đi xuống nha. Mi thứ đánh sao dây, đô sao dây, nhưng mà rê thì đánh 5 dây xuống, bởi vì cái dây 6 nó không thuộc về nốt của hợp âm rê trưởng hay rê thứ luôn, thì chúng ta đánh nó sẽ bị dư cái âm này và nó ồ tiếng. Ồ, nó không hay. Khánh chưa nói về cái việc rải nha, Khánh đang nói về cái hợp âm thôi. Còn rải á, còn rải thì các chị có thể là rải theo cái ballad. Cái điên cái bài mà ba kể con nghe thì chúng ta 1, 2 chúng ta. Hôm nay ba có âm nhạc đó, ba yêu con nhưng chỉ có, nếu chúng ta bỏ hai cái nhịp đầu là chúng ta mới hát, cũng phải vô hát liền. 1, 2 hôm nay ba có âm nhạc, ba yêu con nhưng chưa bao giờ ba chán. Cho con từng nốt nhẹ nhàng, ví dụ vậy thì chúng ta cứ đơn giản thoải mái chúng ta làm nhẹ nhàng thôi. Rồi khi nào chúng ta móc được chúng ta móc cũng khó nha. Hôm nay ba có blue âm nhạc, hai lần blue. Bây con như chưa bao giờ ba chán. Cho con từng nốt nhẹ nhàng, con đem câu hát ca vàng. Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều, mai đây con chở che cho biết bao điều. Cho ước mơ của mẹ, cho nỗi đau của mẹ, cho ba chăm sóc con nghe. Rồi, đó là chúng ta có thể chơi được hai bài và còn rất là nhiều cái bài thuộc cái vòng này nữa nha. Thì các
Khánh hy vọng trong chương trình Guitar 5 phút này, tất cả các anh chị các bạn có thể là chơi được bài hát mà các anh chị các bạn yêu thích. Chơi guitar rất là dễ và Khánh xem cái đàn guitar như là người bạn của mình. Tất cả những cái đàn guitar đều là người bạn của mình. Và Khánh chia sẻ cái đàn guitar nó chất lượng đến tất cả các anh chị và các bạn. Và Khánh có một cái đàn guitar thuộc về Classic đó. Là cái đàn mà đầu tiên mà Khánh mua để mà chơi. Và Khánh bao giờ cũng nghĩ đó là một người bạn thân của Khánh. Và cái đàn đó sẽ đi với Khánh suốt cả cuộc đời này. Khánh không bao giờ nghĩ về bán đàn cả. Và khi mà Khánh lựa chọn những cái sản phẩm đàn á, Khánh cũng phải lựa chọn những cái sản phẩm đàn chất lượng để gửi đến tất cả các chị và các bạn. Đó là điều uy tín trong cái cuộc sống này. Bởi vì Khánh biết là chúng ta sẽ không sống được quá nhiều năm, nên là mỗi cái đàn bán ra đều là những cái đàn mà Khánh cảm nhận được về âm thanh, nó phải đạt được những cái chất lượng và càng ngày càng hoàn thiện hơn về cái chất lượng của sản phẩm. Thì Khánh hy vọng là tất cả các chị và các bạn sẽ trân trọng những cái đàn của shop guitarkhanh.com của Bình Khánh, hay là tất cả những cái shop khác. Thì tất cả cái đàn đều là những người bạn của chúng ta. Và chúng ta cứ khi mà chúng ta cảm thấy là chúng ta không có hứng thì thôi chúng ta để qua một bên. Rồi một tuần, hai tuần thì chúng ta thấy mà người bạn chúng ta cô đơn ở đó, chúng ta lại cầm lên chúng ta chơi một bài, hai cái bài hát chúng ta yêu thích, là tự động thì các bạn sẽ chơi được thôi. Và nhớ là nếu mà muốn phát triển thì các chị phải xem hết những cái chương trình Guitar 5 phút, lấy lại những cái gì đó kiến thức cơ bản về note nè, về cái cao độ lên để chúng ta hiểu được từ đây cái tại sao chúng ta lại hát ở giọng này mà không hát ở giọng khác. Đó, có rất là nhiều cái bài clip về Khánh nói về guitar rồi. Và trong cái chương trình là lý thuyết guitar nè, những cái danh sách phát các anh chị có thể tham khảo, hay là các anh chị muốn xác định giọng của guitar nè, các anh chị cảm âm bolero nè, các anh chị là một bài hát nó sẽ có cái trong cái bài hát đó, khi mà Khánh hướng dẫn thì Khánh sẽ hướng dẫn luôn cả cái phần mà giọng của từng giọng nam giọng nữ. Ví dụ xác định giọng xong rồi, chúng ta tại sao chúng ta giọng nam của Khánh hát ở đây mà các chị có những người anh chị nào hát thấp hơn chúng ta lại gẹp cái bồ lùi xuống đó, thì rất là nhiều cái nó dễ vô cùng như vậy. Thì Khánh mong là tất cả các anh chị đều các bạn cứ vui vẻ với cái đàn, vui vẻ với cuộc sống, và đặc biệt là có nhiều sức khỏe trong trong cuộc sống nè, làm việc luôn may mắn và hiệu quả thành công đó. Thì luôn luôn theo dõi, luôn luôn ủng hộ chương trình Guitar 5 phút để mà tất cả mọi chị trên mọi miền đất nước đều học guitar một cách rất là dễ dàng và cơ bản nhất. Đó, chỉ có 4 hợp âm là chúng ta chơi được một bài hát, thậm chí là chơi rất là nhiều bài hát luôn nha. Rất là dễ thôi. Khánh xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị và các bạn trong chương trình Guitar 5 phút. Xin chào và hẹn gặp lại.